Alo, xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay tôi chỉ cho quý vị tìm vé máy bay với cái giá rẻ quý vị ha. Quý vị nào mà có cái ứng dụng Google này này, đó, thấy chưa? Đây, ứng dụng này này. Nếu quý vị mà chưa có, quý vị vô cái App Store này, cái chỗ này, đó. Quý vị tải về ha, cái đó thì quý vị biết rồi ha, thì tôi khỏi cần chỉ nha. Còn bây giờ tôi chỉ cho quý vị là làm sao tìm mấy cái vé máy bay rẻ, nhất là bây giờ mà quý vị đi Việt Nam đó. Thì cái này quý vị vô đây, quý vị coi cái này xong quý vị tìm mấy cái giá rẻ. Cộng thêm rồi quý vị có thể tìm mấy cái chuyến bay mà đi nhanh, khỏi cần phải phải đợi lâu đó rất là khỏe. Quý vị bấm cái nút Google Google này đó, nút này đó, bấm đó Rồi vô đây quý vị vô cái chữ search này. Nếu mà quý vị nào mà dùng cái bảng phím tiếng Việt á, thì hình như đây là chữ tìm đó, quý vị bấm đó, xong rồi quý vị bấm vô cái chữ này này, Google Flight. Còn nếu mà tiếng Việt á, như tiếng Việt là nó gọi là Google Bay đó. Nếu mà quý vị dùng cái chữ Việt á thì nó gọi là Google Bay. Mà bên này á, thì chắc nhiều người ở bên này á, ở nước ngoài là dùng cái bảng phím tiếng Anh, cho nên là tôi không có chuyển cái ngôn ngữ qua tiếng Anh, còn lộn qua tiếng Việt, mà tôi để cái tiếng Anh để tôi chỉ cho mấy người nước ngoài ha. Rồi đây quý vị bấm vô cái đây, gõ vô cái chữ Google đây, Google Flight đó. Đó, nếu mà nó không có hiện đó thì quý vị cứ 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 nhập tiếp ha. Rồi đó, Google Flight đó, thấy chưa? Xong quý vị bấm cái chữ đó, hay là bấm dưới này có cái nút tìm nút search, quý vị bấm. Ok, bây giờ đây là quý vị bay ha, bay từ đâu đi đâu ha. Bên này tôi để cái tiếng Anh này đó, tôi để tiếng Anh cho quý vị xem ha. Không biết là quý vị có cần tiếng Việt không đó. Rồi ví dụ bây giờ quý vị bay từ đâu đó, ví dụ tôi đang ở Edmonton á, thì tôi để là Edmonton á. Còn ở đây nó không có cái chữ Edmonton á, thì hay là quý vị đang ở Toronto thì quý vị bấm vô Toronto. Rồi đang đi đâu ha, đi đâu, where to, rồi đi đâu ha, thì đi đâu thì ở đây là đó, quý vị bấm ví dụ bây giờ quý vị đi Đà Nẵng ha, thì quý vị bấm chữ Đà Nẵng, Đà Nẵng ha, Đà Nẵng ha, nó không hiện lên đúng không, thì quý vị bấm cái chữ return này là tiếng Anh này, tiếng Việt là bấm chữ nhập này đó. Đó, nó không hiện nào, tên to where nó không hiện. Nếu nó không hiện thì quý vị về lại đây là tìm lại Đà Nẵng. Đà như Đà Nẵng là việc việc tắt ra Đà Nẵng, bấm phím tiếng Việt họ bấm qua đó, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng, thấy chưa, đó Đà Nẵng. Còn nếu mà quý vị biết cái số cái mã code của cái sân bay đó là DAD này, thì quý vị nhớ thì quý vị bấm là DAD thôi. Còn nếu không, quý vị bấm cái chữ Đà Nẵng. Bây giờ tôi việc đi lối lại ha, tôi bấm cái chữ DAD đó, tại vì cái bảng phím chữ Việt cho nên thành chữ D này, chuyển qua cái tiếng Anh đi, bấm cho nó khỏi bị lộn. D A D đó, thấy chưa? D A D là nó hiện lên Đà Nẵng đó, thấy chưa? Bấm vào đó, thấy chưa? Quý vị thấy từ Edmonton đi Đà Nẵng ha, đi Đà Nẵng ha. Bây giờ quý vị đi ngày mấy là đây, về ngày mấy là bên này ha. Rồi đây bây giờ đi thứ sáu ngày mùng 2 hả, không biết có tới Tết chưa nữa. Thôi bấm đại đi, bấm đại chứ đi ngày quý vị mà thông thường quý vị chọn cái trong cái tuần á, thì giá nó rẻ hơn. Bây giờ thôi bấm mùng thứ tư này, thứ tư mùng 3 đi ha. Thứ tư mùng 3 này, ok. Rồi mùng 3 rồi, bây giờ nó mùng 3 nữa, bây giờ tới 31 rồi, mà dưới này là thứ tháng 2 giá lộn. Bây giờ đi mùng 7 đi ha. Quý vị thấy cái giá đấy rồi nè, đó thấy chưa? Bây giờ đây quý vị thấy cái giá đấy rồi, sơ sơ trên này rồi,
Thì quý vị thấy cái giá nào rẻ rẻ để quý vị bấm vô cái tìm 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 đi mùng 1 đấy hả? Mùng 1 thì mãi rồi thôi, đến kịp đâu. Rồi đi ngày mùng 6 đi. Cộng 2 ngăn 1 nhé, bấm ngay đi mùng 6 à. Rồi, quý vị nhớ nha, nếu mà quý vị bấm mùng 6 đây á, bây giờ nó cái ô xanh này nó nhảy qua bên này rồi, ở bên này á, là cái ngày về này. Thì ở đây nó tự chọn nhưng mà là ngày 20. Bây giờ quý vị nhìn 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 trong cái lịch này nè, quý vị có cái giá nào rẻ rẻ quý vị bấm vô ha. Ok, 2004, 2001 đi có 2 tuần chắc không đủ, đi xuống dưới này đi. Đây mùng 6 tới mùng 5 về là 1 tháng này, 2500 này, 2500, 2500. Bây giờ về toàn 2500 không, bấm đại cái đi, bấm đại đi 1 tháng là mùng 5 đi ha. Tới mùng 6 đi, chặn 6 đi 6 về. Đó, giờ 6 đi 6 về. Quý vị đợi chút là nó hiện cái giá lên ha. Nếu mà nó không có cái hiện cái giá lên á, không không sao. Quý vị cứ bấm cái chữ đánh đi ha. Chữ này là tiếng tiếng Anh gọi là đánh, tiếng Việt hình như là sóng á. Quý vị bấm chữ này, đó, xong. Đó, yeah. Xong rồi phải không? Ngày đi mùng 6 này, ngày về mùng 6 này, đi từ Edmonton này, đi Đà Nẵng này. Ở đây là một người này, cái đó không sao đâu. Chỉ tìm vé thôi, còn mấy người thôi, tính sao? Quý vị vượt lên ha. Vượt lên đi xuống như này, đó, vượt lên nè, đâu rồi ta, vượt lên, oh, đây đây nằm đây, search, quý vị bấm cái chữ search hoặc là bấm cái chữ tìm á, à, search là tiếng Anh, tiếng Việt là tìm này, đây đúng đây, có cái vật này, tìm đi, rồi tìm, đây có giá này, quý vị thấy không, 2500, 2600, 2600, à, quý vị đừng có chọn, đừng bấm gì hết đó. Bây giờ nó nói ở đây là giá bây giờ là cao này, cao điểm này. Đi Việt Nam nhiều cao điểm. Bây giờ về này, quý vị vượt lên nè, vượt lên, đó cái bí mật là ở đây nè, vượt lên đi, vượt lên. Đây, bí mật ở nằm ở đây. Đây. Quý vị chọc lên cái ha. Chữ days là cái ngày. Tiếng Việt là hình như là nó cái ngày á. Rồi quý vị bấm đón cái ha. Quý vị đừng chọn cái giá nha, quý vị bấm đây. Ngày. Đó, quý vị thấy chưa? Là nó hiện lên cái lịch này này. Đây là đó dạ quý vị đợi chút ha, mấy cái này nó đang lên, nó đang lên, đang lên. Ok quý vị mà nhìn ở trên này á, là cái ngày thứ hai này, mùng 5, mùng 6, mùng 7 này, đó thấy chưa, là cái ngày này là ngày ngày bay này đó. Quý vị nhìn bên phải này á, là bên này tháng 3 này không, tháng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8 là cái ngày về á. Ok thì quý vị mà ví dụ muốn tìm cái ngày đi mà giá rẻ, quý vị cứ cứ buộc qua đấy à, qua về đấy đó à. Qua về là nó sẽ hiện lên cái giá, ví dụ đấy, bên này về lối lại là 2500 á, giá này 2003 ấy, 2003 bây giờ cái giá đỏ là giá mắc đó, mà cái giá này giá rẻ nhất này, quý vị thấy mấy cái ngôi sao nhỏ 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 này không, đó là giá đó giá rẻ nhất đó, thì quý vị nhớ là 2003 ba đồng á, 2003 bây giờ quý vị đi qua qua đi lên 2003 ba đồng á. Ví dụ qua vậy không có cái nào rẻ hơn, cái này rẻ hơn 2500 này, không rẻ bằng 2003, cái này cũng 2500 này, cái việc cứ theo buộc đi tiếp đi, tìm có ngày nào mà có rẻ hơn 2003 không, à đây 2275 đồng ha, bậc đường 125 đồng này, đó quý vị mà tới mùng 10, mùng 6 đến mùng 10 4 ngày á, đợi 4 ngày là được 2000, rẻ được là à, 2003 về này 2275 là rẻ được có 25 đồng à. 25 đồng mà phải thêm 4 ngày nữa ha. 25 đồng à. Đi tiếp đi, có thứ có rẻ hơn không? Ở 2003 à. 2004 này mắc hơn mà. Đợi chút nó hiện lấy là 2003, 2003, 2003 35 mắc hơn ha. Mắc hơn, mắc hơn. Mắc hơn à. Rồi, cái này còn ngân 8 này. 8 này, ngày 8 nó có ngày 8 ngày 14 này, không biết Tết chưa nữa, thôi chọn ngày đi. Đi ngày mùng 8 này, đây cũng có này, mùng 8, 25, mùng 8 mấy. Quý vị vượt lên vượt xuống cũng được, mà vượt lên là cái bên này cái gì, ngày về nó chạy ngay, ngày về á. Thì quý vị muốn cái ngày đi là chỉ quý vị có vượt vượt qua, vượt về thôi, đừng vượt lên vượt xuống à. Thôi đi ngày đi, ngày 8, 25 đồng à, chọn ngày đi, ngày 8, 25 đồng, ok. Giờ thì ngày về à, ngày về quý vị vượt lên này nha. Về là về cộng ngày 8 à, mấy ngày này ngày về quý vị nhớ bên kia là chọn ngày mùng 6 á, à, ngày về cộng ngày 8 này đấy nha, ngày 9 này à.
chính chính quý vị đợi chút khoảng 850 mấy đồng đấy chưa, thì quý vị rảnh quý vị cứ tìm đi ha, rồi tôi chỉ như vậy thôi. Rồi ngang 8 là 75 đồng ha, bên kia là hồi nãy là nói mấy quên rồi ta, 2 ngang 3, 2 ngang 3 bên này có ngang 8 phải không, 2 ngang 3 mà còn ngang 8 là bớt được bao nhiêu, cộng được 225 đồng ha, không 225 đồng. Ok bây giờ xong rồi quý vị bấm cái chữ ok này, tiếng Việt là không biết tiếng Việt nó dịch ra gì cho ok đi ha, là như sóng ok rồi rồi giờ rồi nó trở về đây lại, quý vị vừa đợi chút này, này nó xoay nó sóng rồi đã sóng rồi đấy giờ quý vị vừa xuống đó giờ đấy giờ rồi hai chưa 2 ngàn 3. Quý vị có thêm còn phục hay phục thôi mà quý vị bây giờ nó xuống tới 1.825 đồng, quý vị bớt được là 275 đồng ha, chỉ có mấy phục thôi mà quý vị bớt được 275 đồng ha, thành ra là một phục là quý vị làm còn trăm mấy rồi đó. Ok là bây giờ vậy còn nữa à, cái bí mật thứ hai là quý vị nhìn đây cái giờ bay ha, đây ví dụ quý vị chọn trong ba cái này, trên này là rẻ nhất đó, còn dưới này là mắc này, thì quý vị khỏi cần phải vượt vượt lên chi ha. Thì đây 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 ba cái chuyện này đi, quý vị có cái giờ nữa, giờ này 5:45 bay, giờ này 6:15, giờ này 6:15 nó thì hai cái chuyện này hình như giống nhau, chuyện này thì hơi sớm chút mà đi cái giờ này là bầm lộn, đi cái giờ đó là ngon rồi đó, tôi chọn cái giờ đó đi à, thôi đi lui là chị cho quý vị xem bầm lộn ok à, ok à, thêm quý vị nhìn ở đây nữa nè ha, đấy cái giờ bay như vậy buổi chiều là ok rồi đó, tôi thích đi cái giờ đó ha à, ok à, quý vị nhìn ở đây này, hai stop là hai ngừng nè, hai này hai stop là hai ngừng hai chỗ này, giờ này là ba stop à, là ngừng ba chỗ này, này ba stop đó, thì ba stop có nghĩa là có ngừng cái chỗ nào đó, thì quý vị nhìn đấy, quý vị cũng biết này, trên này quý vị nhìn hai stop là hai chỗ ngừng này, ngừng hai phía trước à, IVR là Vancouver đó, là phi trường Vancouver này, HKG là Hồng Kông này, thì anh tin xuống Vancouver đi Hồng Kông bay của 26 tiếng 60 phút thấy chưa, 26 tiếng 60 phút là nhanh đó, thường thường mà nhanh nhất là hình như 22 giờ 22 giờ 23 giờ nhanh nhất, mà chuyện là như vậy là ok đó, còn cái chuyện chuyện bầm lồn nữa rồi đèn cái lên chạy qua đi lùi lại đấy rồi đi lùi lại. Ừ, cái chuyện này với chuyện này, chuyện 6:15 á, thì nó cũng bay là 26:10, 26:10 mà dài giống nhau, nhưng mà cái chuyện này nó phải đi ghé xuống IIC là Calgary đó, quý vị nào mà hay tìm vé máy bay quý vị biết, còn quý vị mà muốn biết đó, thì quý vị ứng vào đó là nó sẽ chỉ việc chữ Calgary đó thôi, mà hai chuyện này phải đi Calgary nữa mà cộng 26:10 cái này thì 26:40. Cái này đi mà ngưng hai chỗ nó lại chậm, nó thêm 30 phút nữa, còn cái này mà đi mà phải 3 chỗ mà nó nhanh hơn nửa tiếng, nhưng mà cái này phải đi thêm Calgary nữa, thì có thể là xuống Calgary xong quý vị cũng phải ra máy bay rồi đi vô lại thôi mệt, tôi đi cái chuyện này đi ha, rồi 26 giờ này 26 tiếng này. À, còn cái nữa để tôi chỉ cho quý vị biết là cái giờ mà quý vị muốn tìm cái giờ mà nó nhanh hơn cái này ấy, mà nếu như vậy là chắc cái giá nó cao hơn, nhưng mà chỉ cho quý vị luôn ha, quý vị biết kéo xuống hết đi, ở đây này, này có chưa, đây nó có chữ stop airline bags rồi price có nghĩa là ngưng rồi hàng hàng không rồi vali mấy kiện với giá không, quý vị tìm giá cũng được mà khỏi tìm đi, giá đó rẻ nhất rồi đó. Thật thì quý vị cứ vô đó quý vị chọn 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 chơi cho vui ha, quý phục quán phải trái quán trái này nha, quán trái quán trái quán trái quán trái à, đây 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 duration là cái thời gian bay đó, quý vị chọn ở đây tiếng Việt là hình như là nó để là thời gian bay hay gì đó à, xong rồi quý vị bấm đó à, không phải lộn, ở đây đây không phải không không có lộn. À, thì quý vị kéo xuống là nó có này, bây giờ quý vị tìm cái giá này giờ này à, quý vị tìm cái chỗ mà cái giờ layover duration như cái đó đó, duration là cái gì, cái giờ bay này ha, là cái như cái này phải không? Đó, đó thấy chưa, quý vị kéo bên này là any duration có nghĩa là nó có thể là 40
tiếng, 50 tiếng gì đó. Quý vị mua mà nhanh 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 là quý vị dưới nè, dưới em 2 giờ, dưới em dài 2 giờ là không có rồi. Hình như nhanh nhất là 22 tiếng hay là 23 tiếng gì đó, thì quý vị chọn cho hồi nãy bên kia 26 ha. Bây giờ quý vị chọn 25 đi, 25 đi cho nó mất cái kia, cái 26 có thưởng là giá bao nhiêu ha. 25 là thấy chưa, quý vị thêm 25 chưa, xong rồi quý vị chạm vô cái chữ đánh là sóng đó, để về lại. Vì thấy chưa, thì giá nó lên chưa, 2.400 bên kia còn 1.800, 25 bây giờ nó lên 2.400 là mắc hơn 450, nhưng mà bay có 24 tiếng 20 phút, bên kia 26 tiếng 40 phút á, là tính ra là bên này là chỉ quý vị có bay nhanh hơn là có 2 tiếng 20 phút mà quý vị phải trả thêm là gần 400 bạc, là tính ra là bao nhiêu, 300 phút 400 là tiền nhiều không, phút 50 đồng ha. Thôi từ đường đi nữa, đi về lại đi. À, bây giờ đi 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 về lại, tìm cái về lại này, để lên đây lại à. Quý vị chạy đâu rồi, dưới 25 à. Bây giờ chỉ đây để là dưới 25 giờ. Bây giờ quý vị xóa cái đó đi, có cái dấu nhấn này quý vị xóa đó đi. À, xóa đó đi là nó trở về lại đây à. Ok, bây giờ chọn cái này đi, chỗ này là ngon rồi đó. Ok, chọn đó đó. Rồi đây, chọn đó à, rồi đây quý vị coi đây này, thấy chưa, ngưng hai chỗ này, quý vị muốn biết mà chỗ nào chỗ nào á. Nếu quý vị nhìn đây quý vị không hiểu á, nó có việc này, đi bằng hãng Air Canada hay xong rồi hãng Cathay là hãng đi qua Hồng Kông đó. À, bây giờ quý vị bấm cái nút này á, mũi tên đi xuống này, nó phóng to ra quý vị biết này, 5:40 bay tới Vancouver là 6:30. Úp, bấm lại 6:30 ha. Xong rồi là quý vị đây nó để là layover, là coi như đợi đó, nó xuống đó là đợi 5:34 ha. Đó, thấy chưa, còn bay là 1:46. À, thấy chưa, rồi xong rồi quý nhiều quý vị nhìn ở đây 5:45 ha, tới 6:45 mà quý vị nói sao mà bay tới 1:45 là đúng rồi đó, tại vì giờ dưới đó là vẫn giờ Vancouver là sớm hơn giờ Edmonton. Edmonton là 7:30, Vancouver có 6:30 thôi. Ok, xong rồi đợi ha, đợi xuống Vancouver đợi 5:34 á, xong rồi 12:50 bay ha. Bay bay xong là bay qua đêm đó, là bay 14:40. Tới Hồng Kông là 6:45 à, 6:45 xong rồi ở Hồng Kông là chỉ có đợi là 2:45 là bay Việt Nam đó, bay Đà Nẵng đó, là 9:30 là bay bay tới Đà Nẵng là 10:25 buổi sáng. Ồ, ngon quá, giờ này là ngon đó quý vị, là đi cái này là chắc đi này được đó. Mua vé đi cho rồi. Được rồi. Chờ bà xã về nói bạn cái bà khoái lắm. Xong về lại ha. Ồ, về lại cái giờ này cũng ngon này, nghe chưa, giờ lại á. Return flight là bay lại này, là ở Đà Nẵng là 6:10 là Đà Nẵng bay này nhá, bay qua Hồng Kông á, phải không? Bay qua Hồng Kông cũng cũng dừng hai chỗ này, hai chỗ là Hồng Kông HKG là Hồng Kông với là Vancouver, thì quý vị đọc ở dưới này cũng biết là Hồng Kông Express này đó, Cathay này đó nhá. Đó xong rồi Air Canada qua Canada đó, bay 28 tiếng 34 phút. Sao bay lâu vậy, tại vì lúc ở Vancouver lộn, ở Hồng Kông bay qua Vancouver là đi ngược chiều đó quý vị, ngược gió đó, không phải ngược chiều mà ngược gió đó, cho nên nó bay chậm hơn. À, rồi xong rồi rồi tới Vancouver 8:44 ha, 8:44 xong 8:44 ha, xong rồi 8:44 buổi sáng á, thì ở Vancouver đúng ở đúng rồi, Đà Nẵng 6:10 tới Vancouver 8:44, xong rồi 8:44 là buổi sáng, xong rồi sao đây là cái chuyện khác, nhưng mà chuyện rẻ là chừng đó, tại vì quý vị chọc vào đây là quý vị nó phóng to ra là quý vị có thể thấy rõ hơn này. Đó là 5:45 bay, 10:28 25 phút này, sao lộn này. Ồ, cái này là em tính đi Đà Nẵng, bấm lộn. Còn Đà Nẵng về chạy rồi thôi, đi lùi lại đi, lùi bấm nút lùi này nè. Đó, cái này là return flight là đây, bây giờ bấm vô cái chỗ này lại, bấm đây Edmonton đi Đà Nẵng return in, Edmonton đâu này đó, đi Đà Nẵng là đây, quý vị bấm cái chỗ này đi xuống đó, là 6:10 bay ha, bay xong tới Hồng Kông là 9 giờ ha, 9 giờ xong rồi
là đợi ở Hồng Kông là 4 tiếng này, 4 tiếng là ok. Quý vị đi shopping vòng vòng bên đó có cái tiệm cháo ăn ngon lắm, xong quý vị mua ha, mua ăn ăn xong rồi đi, không không thì ngồi chơi buộc phone rồi đây, xong rồi đợi tới 9 giờ, đợi 4 tiếng tới 1 giờ sáng bay này ha, bay bay qua đêm tới Vancouver là 8 giờ 30, 8 giờ 30 xong rồi là đâu rồi, tới Vancouver 8 giờ 30. Ồ, chuyện này thì hơi phiền á. Mà quý vị phải đợi tiếng 9 tiếng 40 phút layover, có nghĩa là phải đợi ở Vancouver 9 tiếng 40 phút mới bay Edmonton. Đó. Thấy chưa? Thì cái chuyện này nó hơi hơi phiền, nếu mà quý vị không thích đi cái chuyện này, quý vị đi lui lại xong rồi quý vị tìm cái vé khác ha. Đó. Nhưng mà ở đây nó có bảo là có chỗ nó bán là 1.761 thôi. Bây giờ đi lui lại coi thử có cái chuyện nào mà khỏi cần đợi lâu không. Còn quý vị nào mà có bạn bè bà con ở Vancouver thì vô đầu kiếm nhậu nhẹt hoặc karaoke okay, rồi sẵn ngày ra đi luôn. Không không thì đi lui lại ha, tìm lui lại tìm cái chuyện khác. À, cái chuyện này return flight là 28, đi bay về là 28 giờ 34 phút ha. Còn cái chuyện này 28 giờ 34 phút 19 phút, chuyện này thì 20 giờ đó. Còn không á, quý vị muốn mà khỏi cần đợi lâu á thì quý vị đi cái chuyện này 20 giờ là 39 phút là 2.121 đồng, là quý vị trả thêm bao nhiêu, 400 nữa, 300 nữa nhé, 300 đồng rồi quý vị khỏi đợi thêm bộ Vancouver 8-9 tiếng gì đó. À, còn đây còn quý vị muốn tìm cái đây có thêm 5 chuyện nữa nè, quý vị bấm cái nút này là nó hiện lên thêm 5 chuyện nữa đó, thì mấy cái chuyện này cũng là nhắn đó, chuyện này 31 tiếng luôn mà 2.000 ông, chuyện này đừng đi quý vị ơi. 20 tiếng 2.001 này 22 tiếng, nếu quý vị muốn trả thêm 300 nữa quý vị đi cái giờ này, chuyện này là nhanh nhất đó, cộng mà 2.001 ha. Rồi vậy thôi, thì đây là cái cách mà quý vị vô để tìm cái giá ha. Xong rồi rồi quý vị thích thì quý vị lên mạng mua, hay là quý vị gọi cho mấy cái chỗ mua mua vé, quý vị nói là quý vị muốn thích đi mấy cái chuyện đó hay gì đó, xong rồi quý vị thì hy vọng là cái này có thể giúp được quý vị là tìm được cái giá vé là rẻ, những cái hãng hàng không nào quý vị muốn đi, ngày giờ phải không, và giờ dứt đời ở phi trường á bao lâu, thì cái này là quý vị có thể tự vô tìm làm được. Rồi quý vị khỏi cần phải mất thời gian để mà họ đi gặp người ta phải không. Rồi rồi có gì quý vị có thắc mắc gì quý vị comment ha, quý vị bình luận ở dưới ha, rồi chia sẻ, mong quý vị ủng hộ rồi kênh và đăng ký ha, bấm nút thích, like, chia sẻ. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị nào đi Việt Nam thì chúc quý vị đi vui vẻ, vạn sự như ý. Hẹn quý vị lần sau. Rồi, bye bye.